Thưa quý vị, tính đến chiều hôm qua 18 tháng 8, đã có hơn 200 trường đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ghi nhận chung từ các trường cho thấy, điểm chuẩn năm nay tăng so với năm 2023, trong đó có những ngành tăng gần 5 điểm. Hầu hết các ngành năm nay đều tăng điểm chuẩn, mức tăng ít hơn ở các ngành trường tốt đầu vốn đã có điểm chuẩn cao từ năm ngoái và tăng mạnh hơn ở các ngành trường tốt trung. Việc điểm chuẩn đại học năm nay tăng là điều đã được dự báo trước ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường sẽ công bố điểm chuẩn chậm nhất đến 17 giờ chiều nay 19 tháng 8. Từ ngày 19 tháng 8 đến 17 giờ ngày 27 tháng 8, tất cả thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung. Nếu bỏ qua bước này và không có lý do chính đáng, thí sinh bị hủy kết quả. Từ ngày 28 tháng 8, các trường chưa đủ chỉ tiêu có thể tuyển bổ sung.